Seth Godin, một nhà marketing nổi tiếng tại Mỹ, đã từng nói rằng marketing không còn là việc bạn làm ra sản phẩm gì, mà là việc bạn kể câu chuyện gì. Qua câu nói này thì Seth Godin muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng storytelling trong việc tiếp cận và bán cho khách hàng của mình. Tại sao storytelling lại được ưa thích đến như vậy? Bởi vì storytelling chính là việc bạn lồng ghép thông điệp vào trong một câu chuyện, khiến người đọc cảm thấy dễ dàng và thoải mái tiếp nhận vấn đề hơn. Đây là một cách tạo nội dung rất mượt mà, sống động, và thông điệp được truyền tải một cách tự nhiên, khiến công chúng rơi vào trong câu chuyện. Đôi khi thì họ nhìn thấy chính mình trong câu chuyện đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước sử dụng storytelling trong viết bài quảng cáo. Bước thứ nhất, bạn cần xác định thông điệp. Bạn cần làm rõ là bạn muốn nói điều gì thông qua câu chuyện. Bước thứ hai là xác định nhân vật, bối cảnh câu chuyện. Nhân vật này làm gì, ở đâu, tính cách thế nào, câu chuyện xảy ra ở đâu, trong không gian nào, trong lớp học, ở nhà, chỗ làm việc, hay là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Ở bước tiếp theo thì bạn đưa ra vấn đề mà nhân vật gặp phải. Bạn cần nêu ra thật cụ thể và chi tiết. Bước thứ tư là bước giải pháp. Ở bước này thì luôn luôn có một sự thay đổi nào đó. Sẽ xuất hiện một công cụ hoặc một vũ khí, và thường sẽ chính là hình ảnh về sản phẩm giúp nhân vật giải quyết vấn đề của mình. Bước thứ năm là kết thúc. Bước thứ sáu là thông điệp và call to action. Để hiểu hơn về cách sử dụng storytelling trong viết quảng cáo thì mình sẽ phân tích thông qua một bài viết quảng cáo sau. Đó là chia sẻ bí quyết đạt hàng trăm đơn một ngày nhờ content marketing. Trong bài này thì có 6 đoạn: đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5 và đoạn 6. Thì mình sẽ phân tích theo đoạn. Đoạn thứ nhất: hồi mới có bầu, em bị dọa sảy mấy lần nên sợ quá xin nghỉ hẳn, để xong rồi tính sau. Cứ nghĩ làm thế là hết lòng vì chồng con. Ai ngờ bà mẹ chồng lại không hài lòng ra mặt. Bà nói mát em là em ăn bám, có mỗi việc mang thai, nặng nhọc gì đâu mà cũng lấy lý do để ngồi nghỉ cho xuống thân. Em ức lắm các mẹ ạ, chẳng qua cũng chỉ vì cháu nội bà thôi mà. Thì khi bạn đọc đoạn đầu tiên này thì bạn sẽ nhận thấy là các chi tiết ở trong đoạn này thì nó nói lên bối cảnh và nhân vật của câu chuyện. Nhân vật chính là một bà mẹ đang mang bầu, và cô cảm thấy rất là khó chịu khi mà bà mẹ chồng nghĩ rằng cô ăn bám. Ở đoạn tiếp theo, đoạn 2, chúng ta hãy cùng xem. Em nghĩ tới việc phải kinh doanh để có thu nhập riêng, không ngửa tay xin tiền chồng nữa. Có như vậy mẹ chồng mới không có cớ để gây sự với em. Vốn nhỏ nên em chọn kinh doanh online, với cũng sẵn năng bầu bí, để ý thấy nhu cầu của chị em trong Facebook về quần áo với đồ dùng cho bé cũng cao, nên em chọn mặt hàng này để bán. Bắt chước mấy mẹ bán hàng online khác, em cũng chụp ảnh hàng họ rồi đăng lên Facebook với Zalo cá nhân. Tuần đầu được anh em bạn bè trên Facebook ủng hộ lấy may nên hàng bán ra ùn ùn, quyết định tới nhập gấp đôi số hàng. Ở đoạn 2 này thì các bạn có thể thấy là nhân vật chính trong câu chuyện đã bắt đầu đi tìm kiếm giải pháp cho vấn đề của mình. Tiếp theo chúng ta cùng xem ở đoạn 3 thì nhân vật có thành công không. Nhưng bạn bè có hạn, với cả họ ủng hộ mình mãi thế nào được. Thế là sang 2 tuần tiếp theo, em mắc kẹt với đống hàng tồn. Mọi nỗ lực đăng ảnh, livestream, inbox mời chào đều không cải thiện được tình hình. Đến cả mấy cái like ủng hộ cũng ít dần. Chắc mọi người thấy phiền quá nên bỏ theo dõi em luôn mất rồi.
em đầu tư tiền chạy quảng cáo, mong tìm kiếm được nhiều khách hàng mới. Ông chồng em làm marketing cho bất động sản, nên em nhờ ông ấy bày cho. Mất 2 hôm rồi em cũng dùng một cái tool của Facebook. Em tự viết quảng cáo, tự bỏ mỗi hôm 300k để chạy quảng cáo. Được 5 hôm thì em không chịu nổi nữa. Tiêu hết tiền triệu mà đơn hàng cứ leo ta leo tèo. Thật sự lúc ấy rất nản chí và muốn bỏ cuộc luôn. Các bạn có thể thấy rằng tất cả những chi tiết từ đoạn 2 cho đến đoạn 3 đều nhằm đẩy vấn đề lên cao trào. Nhân vật từ chỗ bắt đầu biết kinh doanh, có lời lãi, đến chỗ mà gặp khó khăn rồi thất bại, cố gắng tiếp mà vẫn không có kết quả gì. Ok, vậy là chúng ta đã thấy nhân vật có một vấn đề, đó là bán hàng nhưng không ai mua. Vậy thì đoạn tiếp theo sẽ xuất hiện cái gì? Ở đoạn 4, tâm sự với nhỏ em út, nó đòi xem em chạy quảng cáo như thế nào, xong bảo em, chị viết content như thế này không ai mua là đúng rồi. Thời buổi cạnh tranh lớn, viết nhạt thế này thì ai thèm xem. Còn Facebook cũng chỉ là công cụ hỗ trợ mình đưa sản phẩm tới khách hàng thôi, đừng dựa 100% vào nó. Lần trước em tham dự workshop ở trường có thầy Nguyễn Thành Long và cô Đỗ Thùy Dung giảng về content hay lắm. Giờ chị đi học và viết content bán hàng đi, em nghĩ sẽ có ích đấy. Ok, đoạn 3 thì đã nói về vấn đề rồi. Thì đoạn 4 chính là lúc có sự xuất hiện của một công cụ để nhân vật có thể giải quyết được vấn đề của mình. Ở đây, công cụ đó chính là khóa học viết content bán hàng đi. Đó chính là một gợi ý của người em họ trong cái nhân vật. Đó chính là gợi ý của người em họ trong đó chính là gợi ý của người em họ của nhân vật trong câu chuyện này. Ok, vậy là tiếp theo đoạn 5 thì diễn biến gì sẽ xảy ra? Nghe lời nó, em đăng ký học rồi thử ứng dụng kiến thức thầy cô dạy để viết một bộ content thật ưng ý. Và các chị ơi, không thể ngờ luôn, em đã kiếm được gấp 5 lần số tiền bỏ ra chạy quảng cáo cho mỗi content đó. Sự nghiệp kinh doanh của em online như bước sang một bậc khác luôn. Biết cách viết content ra đơn hiệu quả rồi, cứ mỗi tuần em lại sản xuất một content mới kết hợp cùng các chương trình khuyến mãi giảm giá, nên doanh thu của em tăng đều đặn hẳn, không còn tình cảnh hàng tồn như hồi đầu nữa. Mất 3 tháng đầu chật vật, giờ em sướng hơn nhiều rồi. Vừa có thời gian chăm con, lại không phải ngửa tay xin tiền chồng. Mẹ chồng em chẳng còn cớ gì để phàn nàn về em nữa, nên hai mẹ con cũng hòa thuận hơn. Hôm nào em bận đi lấy hàng, bà cũng vui vẻ cho mày giúp em. Vậy là ở đoạn 5 này, nó đã gói gọn cái vấn đề của khách hàng, vấn đề của nhân vật chính trong câu chuyện bằng một kết thúc rất là tốt đẹp. Nhân vật giờ đây thì đã không còn lo về việc tồn hàng nữa. Cô không phải lo về việc là mẹ chồng không tôn trọng vì cô đã có khả năng về tài chính tốt hơn. Thì đây chính là phần kết thúc. Tiếp theo ở đoạn 6 thì nó có 2 phần chính. Các bạn hãy để ý xem đó là 2 phần chính nào nhé. Anh chị nào đang nung nấu ý định kinh doanh thì làm ngay đi nhé. Chần chừ là cơ hội trôi qua mất đấy. Em thấy kinh doanh online có 2 cái quan trọng nhất là mình nhập được một hàng tốt và biết cách viết content hay để thu hút người đọc. Thì chẳng có gì mà mình không cạnh tranh được với các shop khác cả. Em để link của học viết content bán hàng em học được ở đây. Thì như mình nói lúc nãy, ở đoạn 6 này nó có 2 phần chính. Còn có 2 phần trong các bước để sử dụng storytelling. 2 phần chính đó chính là call to action và thông điệp. Ở đây thông điệp đó là em thấy kinh doanh online có 2 cái quan trọng nhất là mình nhập được nguồn hàng tốt và biết cách viết content hay để thu hút người đọc. Thì chẳng có gì mà không cạnh tranh được với các shop khác cả. Thì các cái ý ở từ đoạn 1 đến đoạn 6, đến đoạn 5 đến đoạn 6 thì nó đều nhằm để
phục vụ cho cái việc nêu ra thông điệp là biết cách viết content hay để thu hút người đọc thì không có gì mà mình không cạnh tranh được. Và call to action ở đây đó chính là anh chị nào đang nung nấu ý định kinh doanh thì làm ngay đi nhé, chần chừ là cơ hội trôi qua mất đấy. Và em để link khóa học viết content bán hàng em học ở đây. Thì call to action ở đây nó xuất hiện với cái mục đích là kích thích người đọc quan tâm và tìm hiểu về cái khóa học viết bán hàng mà nhân vật gợi ý ra ở đây. Vậy là trong bài học này thì mình đã giới thiệu cho các bạn cái cách để mà sử dụng nghệ thuật storytelling trong viết bài quảng cáo. Mong rằng các bạn có thể sử dụng thành thục kỹ thuật này để khiến những bài quảng cáo trở nên không còn khô khan, nhàm chán mà rất thú vị với người đọc, chạm đến cái cảm xúc của họ